vì sao mẹ đánh bố? Dạ? Vì sao mẹ đánh bố? Bởi vì bố hư. Bố hư hay bố bị bạo hành? Nói cho đúng. Không biết ạ. Không biết thì tại sao nó linh tinh? Hả? Con chỉ biết mua cái dễ nhất là ăn thịt bò. Thật mà. Thật. Thế vừa lại bố làm gì? Bố bố chơi mẹ. Con nhìn thấy bố chơi mẹ không? Không, nhưng mà con biết. Bởi vì con là trí tài. À, thật. Con là nhân viên biết điện thoại. À heo? Đó. Con không nhìn thấy, tại sao con lại biết được? Thế là con nói oan rồi bố ạ? Đó. Đúng không? Đó. Con nói oan đúng không? Bố bảo ai quá. Con nói oan cho oan. Bố oan. Không sao bố không? Con nói kiểu gì ấy, con chẳng nghe như gì. Như cái gì? Con nói oan cho bố đúng không? Không. Tại bố làm gì? Chứ không phải con đâu. Bố làm gì? Nè. Rồi, ra bọc các cái này vào đi cho anh này.